Tôi đang có mặt trước cổng nhà tang lễ bệnh viện E Hà Nội. Hiện rất đông người thân của cháu bé vẫn đang túc trực tại đây. Lúc 22:20 thì công an quận Cầu Giấy và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đã làm việc với phía gia đình và hội đồng quản trị của nhà trường. Công an đã phong tỏa hiện trường và chỉ cho phía người nhà chứng kiến cuộc làm việc. Vi.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc.